Hello. Thầy giỡn với tao. Đi xe 4 chết bể sạch trầu dân trời dân trụ rồi đó. Hello các bạn, Ly đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ly. Video ARK hôm nay sẽ là nói về tinh thần kiên cường bất khuất của những thanh thiếu niên người Mỹ đánh 4-5 lần vẫn quay lại mà đúng ngay chỗ đó luôn mới ghê. Nhưng người ta là người ta đi chỗ khác rồi đúng không? Ok, không tốn thời gian các bạn nữa, vào thôi, let's go. Tiếp nói câu chuyện của video lần trước là khi tụi mình vừa mới ray cái lỗ dậu ở Ragnarok xong thì bạn của mình báo là nhà mình bị đánh. Nhà mình là ông nội. Hả? Vậy? Là nhà mình à. Vậy bà đó. Đéo quan trọng nữa. Gì nó đang bên nhà mình hả? Nó đang bên nhà mình nè, tao mới đấm con chị treo nó xuống nè. Đồ quá, đồ mẹ đó. À mà nếu mà các bạn nào chưa xem video trước thì có thể click ở dòng chat ở ngay đây. Click it. Má xe bong bóng chơi mình luôn kìa. SD nè. Mẹ mấy con này. Mẹ nó đúng rồi. Đúng rồi, thiếu rồi. Trời ơi má. Đâu vậy? Nó cầm shotgun, Fabi, rifle, từ lúc mình lá chân á. Nó tách chế luôn phải không? Được tách xịn, nhanh hỏng lắm, bắn 2-3 phát là nó hỏng đưa ra mà. Nó là lực, đồ tách nó lực quá. Rồi cho mày chích điện đó, chết quy la ba mà bắn chết quy la ba mà em đâu thấy bài đồ thanh niên ơi, thấy bài đã quá quất cho anh viên nó đây, nó đây bài phút, nó hai bài phút vậy phút không đó đó. Tôi dưới rồi lên là tôi đó, cầm súng ừ, cầm súng là nó đó, tôi không cầm gì hết nha, thấy tôi không cầm gì hết tôi biết cả nha. Chưa vô lại rồi. Em đang núp ở dưới cái bóp này nè, em đợi nào bay lên chích điện. Đi 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 đi. À, nó nổ hay gì. Ở đâu vậy? Đấy nó nè. Rồi, tao thấy nè. À, nó sắp bắn kìa. Đồng đội. Trời ơi, vô đầu tôi một viên gãy cổ rồi. Gãy xương rồi. Nó xuống kìa. Bắn nó. Chết mẹ rồi, trời ơi. Vậy còn đứng bắn người ta đó. Có thấy đéo đâu, má. Đấy, thấy đéo cầm vũ khí là biết rồi. Ồ, má nó bắn lì vậy, người chung lại gì. Hai chết một thằng, chết một thằng. Thằng đó là cầm súng á. Đéo điện rồi. Nó còn turret. Nó ra lùm đồ. Bắn đi, hai người bắn một đúc phát. Dưới rồi. Xuống. Lớn xuống. Đừng nghe tôi nhập. Chỗ nha, không biết nghe tôi gạch lụm được không đó. Cầm hút xuống, cầm hút đi xa ra lụm. Ngay đó tôi để không có bắn được. Nghe chở em ngồi nãy không có bắn được. Hai cái sái. Bắn đi. Chết. Ủa? Chưa. Đụng 2 phút lận thịt mẹ nó. Chứ còn mà bé mà, sát không đâu. Dưới rồi. Ok. Không biết sao. Ra kìa. Ha. Dừng lại nó lút thôi. Cần lút nó dừng lại quất nó. Nó xuống rồi. Né đạn. Đủ, nó lội sang trong rồi. Nó bắn hút hay gì rồi? Không, nó chạy lôi tai. Chính viên nữa chết rồi. Dưới rồi chết. Còn 50 mấy giây mới ra được. Nãy giờ chết 2 phút rồi.
nó chết 3 lần rồi đó, nó chết 3 lần rồi đó. Ly với Noi bắn nó giờ muốn đụng má rụng hai cái tay luôn. Thằng à, nó phải là 5 phút rồi đó, 5 phút nó mới ra lại đó. Xuống lẹ đi. Thì với việc tụi mình vẫn còn on khá đông nên team bên kia cũng không đẩy được CM gì hết. Thì tụi mình cũng vừa mới đi raid về á nên cũng khá mệt. Tụi mình cũng không muốn đẩy ra mà chỉ cố thủ thôi. Hai bên cứ cầu cưa vậy suốt cả tiếng đồng hồ. Team bên kia cũng nản rồi, cũng bỏ về luôn. Tụi rết bắn xa mà cái đấy. Má, tụi mình bắn cũng kinh lắm chứ rồi. Tụi mày bắn té lên té xuống chạy đồ quá mày. Ỉa không nổi mà. Cái đặt thêm giường nữa, chạy ra lùm đầu ra. Quay lại với câu chuyện chính. Cái base lỗ dậu này thì bạn mình đã raid tụi nó một lần rồi. Nhưng lúc đó thì không có mình. Cho nên lần raid này thì được xem là lần raid thứ 2. Ném Shadowman đâu kìa. Hả? Shadowman. Shadowman thì làm gì được mình. Đây đây, hổ Shadowman. Lúc sau đó, không có bắn chết mẹ nó luôn. Shadowman, cẩn thận nha, các heo cẩn thận, mày cào một tí nha. Bắn nó dụng cái thằng Shadowman luôn nè. Đứng ở đây, đứng ở đây Shadowman. Đứng ở đây, dưới Shadowman đó. Shadowman ơi, mày trâu cỡ nào, trâu cỡ nào, chạy mất tiêu à? Đâu có thằng sau kìa. Có về đây, có về đây đi. Rồi tôi xin người tốt kết nào. Đây. Chưa lấy, từ á, lấy một quả thôi. Lấy một quả, kết được luôn. Cái hai quả ngậm bia mình chết. Chỗ này không đi C4 phá chỗ này. Cái gì đấy nó phá cái bay mình à? Không, đi phá. Nhưng phải chọn mấy cái bản đi cho nó khỏi trốn. Cái hàng này bắn đủ nó ke quá. Bắn nó chết rồi. Bắn chết nào này. Ê, sao mấy sao lưng. Ô, cái hàng tụi đẹp bắn thật. Rồi mấy sao lưng cho mình á. À, rồi. Nắp sau cây. Đéo hiểu cái gì á. Ừ, để tôi thấy bất kinh, mà ném bồ. Cái gì nó vừa không? Vừa, phải có zipper thì mới vô mới càn được. Lắp trụ ra kìa, heavy ra kìa. Các bạn biết trong đầu mình lúc này đang nghĩ gì không? Thầy giỡn với tao. Đi C4, chết bể sạch trời nhanh trụ rồi đó. Vô phá bé nó đi. Thế thì để tôi chạy xuống vội luôn. Sau khi mình C4 nổ được nhân trụ của tụi nó thì bạn mình kịp chạy vào trong, ném một con Reaper ra thì lúc đó tài trình tụi nó lạnh toát hết cả rồi. Yeah, ok. Mình nếu có máu, nó có máu. Dạ, nó giết đi. Thế sao được?
Ly có nhiều người không? Nó nát trúng Ly, nát trúng Ly. Cậu má, đã Ly tưởng kẹt sau lưng Ly. Nóng nét với đã nóng nét chứ. Nó toàn đi đồ cả. Từ từ đã, tôi lại nhặt hết đồ heavy của nó về cái đã. Từ từ giết nó cho. Nhiều đạn lắm, được cái là nhiều đạn. Tự nhặt hết đồ đạn. Cái 4 chốc két này. Như của mình hồi nãy á. Đâu có Ly à? Đây này, đây này, tôi đưa cho Ly cái này này. Cẩn thận bắn nha. Bây giờ bắn rất cẩn thận. Ấy á, trong nhà, ôi trời, trong nhà nó cúc, trong nhà nó cúc khẩu hay tu rẹt mà, nhưng mà không đâu không lấy được. Thế là sau đi đi ra nhà ném con này thì bá phết này. Không biết là có dính tu rẹt tách không nhưng mà. Cái bà chết dưới rồi, cái bà dưới rồi. Bờ đam to mà. Ủa, bờ còn đây còn, cái này còn cái lỗ đường đi vô nữa hả? Ừ, còn một cửa. Có ở trước, ở sau cửa, ở cửa có thằng kìa. Sát hết. Lấy gỗ đi. Sao được, ở ngoài có thằng nhá. Ở ngoài có thằng ấy thì mẹ nó bắn xuống lửa rồi này. Về cũng phục được máu đã. Đéo có máu. Máu liền lên cầm người nè. Anh cửa mà lên thì mẹ bị nó bắn chết mình mất đồ. Thấy không? Như thế nào? Thì ra đấm cho nó cắp phát của nó. Đang rốc két rồi, đang cố gắng rốc két rồi. Nó chết rồi. Đi. Ở trên, thế đúng không? Chết rồi, không. Ừ, chết rồi. Nó bị Ripper quật đuôi chết rồi. Ok. Tao lấy thử. Lấy rốc két nó, lấy rốc két lại. Lấy rốc két rồi. Lấy, đi cầm đi. You need to stop it on neutrals, just mesh biting, which is against the rules. Mẹ mồm lại đi, mẹ em. Sura nhẹ, pura smura, nốt pura nhẹ. Push for board, nhẹ pura nhẹ. Lùi về đi, lùi về đi. Ê cabron, fuck you. Cái mơ này đi, xuống lửa cả Ali. Lắc, giờ đi bị lắc, bị lắc. Bị lắc giả hay đúng mà, ừ. Tôi đã chết sao đồ mình của nó à? Tôi đã của mình chết sao đồ mình nó kìa. Nó chết rồi. Ủa có nhặt được cái xác lúc nãy không Ly? Lắc quá vậy, sao Ly bay không được rồi? Ủa, Ly bị niễn cái đầu con heo rồi. Đâu Ly đâu? Từ từ quay ha, Ly bay được, mất cái heo rồi. Xác gì? À, cái heo bị nặng, heo nặng thế. Trong rất bực kinh, địt mẹ nó đứt cơ động nhờ. Kiểu như cái lỗ nó chặt con hết, nếu nhìn thấy người hay sao? Đang gấp đầu. Có hai chữ auto hay là heavy vậy? Rồi vô này nha. Lắc rồi, đi không bắn được. Lắc kìa, ơ kìa. Đi chạy vô không bắn đi được. Đi ra được không? Không được, chết rồi. Đủ mấy cái rocket bắn không ra đạn. Ý gì chạy thẳng vào đó thì thục một phát rồi đó. Mà tôi đứng sau tôi bắn cover. Được chưa? Bảy giường. Bắn con rắp con phải bảy giường hết rồi. Bảy giường hết rồi. Dưới rồi.
Rồi giết hết luôn rồi, giết hết luôn rồi, giết hết luôn. Rồi giết luôn rồi, giết luôn rồi. Go 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 go. Đi phải mua đấm tôi chứ. Đẩy vừa luôn rồi, đẩy vừa luôn rồi. Ok ok ok, xong rồi đó. Lần raid thứ 3 này thì mấy em cũng cứng hơn rồi. Ra ngoài BBB combat cháy nổ luôn. À mà mình cũng muốn nói thêm là lý do tại sao mình không thích dùng cái heo ở cái server này thì là do thằng admin nó chỉnh lại rồi. Không lắp target vào người được, chỉ lắp target vào thú thôi. Mà hả, tụi nó bay đồ tách á, tụi nó nhảy 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 nhảy. Lấy cái nịt gì bắn. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Chạy đi em. Đó thấy không? Nó thua địch lắm. Cẩn thận nó bắn nét đó. Kìa, nó bắn ở đâu ta? À, con Griffin của nó này. Chết hai thằng, đủ má giỡn với Griffin. Thằng đâu thằng à? Griffin của mình á, không phải của nó. Ờ kìa, là tôi bắn một viên. Lấy giết à, lấy giết à, lấy giết cái nơi này. Ủa, mình bay nhưng mình tôi gạt bắn mà cứ biết trời bay lên là để gì bắn, ảo nha. Ủa nó đâu rồi, nó đâu rồi? Không biết luôn, tôi có ra đây đâu. Còn hết nét là mình gặp. Ảo, ảo, lắm cho chết. Còn nhà thằng này cứ được tôi bắn cho thục hết. Ảo nó đi. Thằng này lấy chuốt rồi mà. Sao mẹ lao, sao mẹ lao kìa, sao mẹ lao sau lưng mình kìa. Thấy thằng kìa, lấy thằng lên xe luôn rồi. Nó đang bay, nó đang bay ly, nó đang kiếm 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 đường lên giết cái phim của ly. Bay qua thử coi coi con Shadow Man nó giết thằng súng nhắm nữa là xong. Nó ngọng mà, nó chết thằng súng nhắm là nó súng thài rồi. Rồi con Shadow Man đang nhà nó này. Thằng cầm súng đó. Nó bắn tôi này. Đúng rồi, nó bắn tôi, nó đừng đừng im bắn tôi này. Quả nó ảo vãi lồn, đang bay đít mẹ các kiểu, ông đi mẹ về không bắn được vào người, vãi cả lồn luôn. Quái lậu. Đâu, tôi để con chiếc bơ tự động cắn rồi. Bỏ nó ra thì được mấy cạp nó. Đấy, con chiếc bơ tự động đánh rồi. Đấy, đấy, đấy. Đúng nhá, con chiếc bơ là tự quấn. Đâu rồi ta? Mình đang đánh nhau với hai thằng luôn nè. Cay thế ta. Quấn góc, bắn trong kết đẹp thì đi. Từ từ bạn ơi, bạn lùi về tí. Đấy, tôi đang đấm nhau với nó này. Tôi không mang cái gì đâu mà. Mỗi bộ quần áo địt mẹ mấy. Chạy đâu rồi? Đang đứng ở dưới nhà này. Chạy, nó hút tao kìa. Hút tao kìa. Đang đứng ở chỗ con ấy này. Con Sadumen đấy. Hai đứa luôn đấy. Đứng ở chỗ Sadumen luôn. Nhẹn lưới của mình rồi. Thằng nào bắn lưới vậy? Ai bắn lưới vậy? Bắn một cái bảng nhỉ hắn. Đấm cho mẹ nó, đấm cho mẹ cho nó té đi. Còn auto red rồi, bắn lưới trên mình. Không, tôi bắn mình ra, tôi thấy mình né thằng tôi dừng rồi. Nó đang tàng hình ở giữa nhà luôn đấy. Lẹ mày đang bắn đi bờ chứ. Đi mẹ à. Lưới. Rồi chung lưới đánh luôn. Lưới tát. Ok. Sao nhanh ấy. Hết lưới nhanh ấy. Nó chặt dây. Hết thể lực, hết thể lực. Má tát kìa, nó chết rồi. Nó nét hơn. Đi con mẹ mày. Bắn bắn nét tôi này, nó bắn nét tôi, bạn đi bạn chặt hộ tôi quá. Ai có cái cứt tôi cầm không cầm một cái đồ gì mà sang mà đi đã buồn cười lớn đấy, tôi đấm nhau tay đôi nữa. Tôi cái nét cái khổ vãi lồn. Chặt cho. Chưa cứ chặt người tôi này. Đây này chặt người tôi này, tôi không có cái này.
Ok ok. Bắn được chết rồi, chết CNC rồi. Còn một thằng nữa. Còn sao nó đâu? Xe máy nó bay xuống. Biết rơi dưới rồi thôi. Lui ra kìa. Lúc này nó hit rơi dưới rồi. Để cái nó bắn nó thế. Cái tầm đấy bạn vừa bắn cái heavy bắn. Dưới rồi. Dưới. Nó nhảy lên dưới, nó bị rơi dưới. Nó nhảy lên rồi. Nó nét kìa. Yếu rồi, gãy xương rồi nè. Mọi người đụng cái miếng là nó đang nhìn vào cái miếng. Ít mẹ mày. Bắn thật nó rồi. Thằng ấy đâu rồi. Nó nhảy xuống dưới này, À, nó có bị sát của mình vào rồi nhá. Cái không, sao mình có cái gì không? Có rocket có gì. Cái lồ nó hút được cái xác của mình vô. Mình vừa chết phát tôi chạy lại cái thì nó hút luôn. Zipper bắn cáng liền chứ. Nó lăn được dưới tôi à, con sao đúng bên này. Thấy được không? Ờ nhưng mà giết thằng kia kìa, cái thằng cầm súng nhắm á. Ờ nó đang cưỡi mà, thằng ấy đang cưỡi con sao đúng bên mà. Nó vô được cắt. Một thằng bạn chí cốt hơn trăm thằng bạn tốt. Đừng gặp thằng nào cũng hốt rồi chơi mấy hôm là chí cốt. Anh em dù từng tham khổ coi chừng cũng bị đốt. Dù biết cũng có thằng chơi rất tốt nhưng mày đừng quá tin. Thằng bạn tốt nó đốt nhà tao nhưng mai là tao cất nhà tường. Con bồ hiểu tâm lý nên gia đình tao sống bình thường. Thằng em dù từng rất thương nhưng đến hôm nay là khác thương. Sướng khổ chớ có lết về đây tao không có anh em. Vượt qua sống chết thì chơi nó mới bệnh. Dù mày không có tiền anh em còn có nghĩa. Còn mấy thằng không ịt. Nó lại đây rồi. Má bắn ảo quá, bắn chết đi nữa rồi. Ồ, ịt mẹ nó bắn ảo với luôn nè. Nó số rồi. Chết đi. Đấm nó. Thế giờ anh chỉ đi quấy cho nó đi lùa thôi anh mà anh có bắn anh có giết nó đâu. Đấy nhà em đi đấm tay đi anh. Rút phim còn máu không? Còn chết, gần chết rồi, đi chạy lại đi cứu rút phim. Về đi. Heal rồi. Sau đó thì mình đẩy banh cái lỗ dậu đó nữa. Cái lần này mấy em khôn mà mấy em không ở cái lỗ đó nữa. Em ở cái lỗ đối diện. Đây từ ly sắp ở trên đó đi, em cầm bò em đi với đây em thục tech rifle. Yếu rồi, còn 4k máu rút về. Ok. Chạy cho kịp. Để giờ lấy công tác bắn lên. Chạy cho kịp. Cái pháp này coi cái pháp dùng bãi rồi, ở gần cái công tác cũng được. Chạy cho kịp. Em ơi. Hết farm còn nhiều máu lắm, giờ lấy công tác. Giết thì nhiều bao lâu. Đó, trên đó. Chết rồi, xuống đây nhanh. Xuống đây nên, đấy lên ném đi. Nếu có tụi cầm mặc đồ tách không nên ném sao? Cầm mấy công. Ném đi không rồi mấy, cầm mấy công bán. Bầu á, cái bầu bắn đầu á. Nhưng mà, tôi không cầm thì tụi tôi bắn tạm phòng. Dạ mình đâu có cái tách bao xịn đâu. Lắc quá đi không bay được. Bắn thì thường cũng đau mà. Cái cung mày tổ xanh á, xanh. Ném được cái trái dép chưa? Đúng rồi, Monster là sao? Chuột quái vật.
giữ mình quái vật. Cái gì? Giữ mình quái vật. Đồ quái vật. Để lấy foundation cái đã, lấn foundation nha. Không ăn, không ăn, không ăn, không ăn. Đặt foundation nha, đặt foundation nha. Ấy, foundation thế nào nó không bắn được, không bắn được đúng không ta? Không bắn được, không bắn được. Nó đặt thêm cái bao nữa, đặt thêm cái bao nữa, đặt thêm cái bao nữa, đặt thêm cái bao nữa. Tao nhìn vào cái góc mày ta. Lên đây nè, lên đây là Willa 3. Lên, đụng nó, đập nó. Chặn cửa bằng cái bao nha. Chặn cửa bao rồi. Từ từ tao bắn cho nó hỏng, không cho nó pick up. Dragon này cầm rồi. Đây, chém thêm cái nó đi. Cầm rồi. Nó ra đi chơi, nó cho, nó ra đi chơi, nó cho. Các bạn nghĩ hôm nay đâu nấp trong nhà là sẽ an toàn, đâu bị phá tiếp. Anh nghĩ là ông đã đép được một lần, đép được thêm lần nữa. Nếu có được cần. Ê Ly, bắn đầu ơi, bắn nó bắn thân rồi, 200 bắn một phát. Nó gà. Tao thấy chấn động như thì mày già chứ. Từ từ đó, cho thấy khói đó. Bắn đầu á, bắn đầu á. Từ từ, nó hết khói đó, hết khói đó. Nhờ nó ra, nó liền biết thì bắn. Lắc rồi, sao bà xeo? Không, mình liền không bị. Nó vẫn trong nhà nha. Đi ra bên Gen 2 nè. Mà đánh cái men này cho bỏ ghét. Chứ không gì hết. Bây giờ đây xong là mình xây cái phòng ở trong cái hốc đi, đừng chỗ vô xây nhà nữa. Nó kiếm lỗ khác à, nó chơi à. Nó lấy cái lỗ thôi. 4 lỗ. Rồi được rồi. Wow. Đi đâu rồi? Đi lên đứng ở trên đây đi canh nó nè, nó đâu có ra đâu. Vừa canh nó vừa ấy luôn. Có luôn này, bắn luôn đi. Mày đi nhập xem mày đi sớm đi. Xem mày đi đây đánh ra. Bây giờ đánh nó, ngày mai đánh này khác. Mày dậy sớm thì trễ gì em cũng phải 9 giờ mới on được. Mà đánh trận hoàn cá. Ra nè. Ôi. Ok kìa. Con bộ không? Nói chết mà. Đồ ăn hại. Cút mẹ mày đi. Lý. Mói lùn. Bắt đầu thôi rồi. Mà Lý bắn tôi sẽ bị câu đau ta. Nên tốt đấy rồi. Ủa một cái gì mốt thôi mà. Đây này trả lại cho Ly có cái gì mốt này. Đây. Ly đâu rồi, hai thằng bắn lúc ấy cho nó chết đấy. Rồi nó đặt mấy cái bao đây. Bắn là phải có cái tâm nó chớp chớp lên bắn mới được. Ừ. Đấy rồi. Nó thả đủ má con Saruman ra nè. Bắn không được đâu, phải có cái tâm nó hiện lên cái chấm tam giác á, bắn mới chết. Nó vô sâu quá rồi. Nó chắn rồi, nó dùng Saruman nó chắn rồi. Nó ra. Ra nè, một viên. Quá lắc luôn á. Chạy vô. Chạy ra. Chạy ra. Nó đi mới biết cái gì kìa. Ra kìa. Bắn nó. Nhanh lên. Ừ. Địt con mẹ mày. Đúng đầu. Cái thằng bận cái phát thì liệu bắn bể nó rồi. Rồi. Ra tiếp nè. Ừ. Ra nhà đội. Ra nè. Mẹ ra. Hôm nay mạng lắc cho ta, mạng binh trăm mấy không? Ra nữa kìa. Đâu đó? Chạy xong rồi.
bên cú bên con cú đủ bắn mất cái đầu luôn, đụng nổ đầu đi con mẹ sợ thế nhỏ. Má mày hết múa được nha con chó. Các bạn rồi, rồi trong đó hết gáy rồi. Im mẹ mà mày. Đéo đâu an toàn cả đi con mà. Có ai cầm C4 không? Không. Nãy đưa rồi, nãy đi đưa C4 hết luôn rồi đó, chỗ mấy giấy đưa hết luôn rồi đó. Đi đéo ra rồi bạn ơi. Cứ bị lắc cái gì kìa. Rồi vậy trời. Mẹ nó lắc kìa. Ừ. Em đứng im mà nó vẫn nhúc nhích em luôn á. Y chang đang ngồi trên đường thú kìa. Cái này bấm ship mình thì mình đéo nổ này, một lúc sau nó mới nổ. Eli đéo ra Eli. Hôm ra nữa, chơi đi, 2 năm rồi. Dạ, ức rồi. Anh vào đi, nó hết ra rồi. Thả Spider-Man ra để nó ấy. Lắc quá. Từ đây anh em ơi, anh em đừng bắn. Nó ra bắn. Nó ra tiếp vào, nó hồi tiếng rồi. Giờ nói nó mày đụ má, mày hỏi Spider-Man mày ra đây, việc mẹ mày. Tao cho mày chơi hỏi, thêm ngày nữa. Hỏi vẫn mày cho thêm một ngày nó quá. Bắn này, nó dài thế mà. Đấm kìa. Lút đồ này, má, hai thằng mình bỏ thằng bắn riêng là đủ, nó là bên tập trung một thằng thôi, gì động. Hai mình bắn một thằng thôi, nó chịu đéo nổi đâu, nó ra nữa kìa. Nó ra, thằng này bận flash nè, vô cái đầu. Anh em, từ, từ đó anh em từ từ lủng cái đầu không trúng nó lê trúng thôi trúng con về lù rồi. Ê mình bắn đẩy về lù chỗ khác nữa, đẩy nó cũng ra nó hỏi đó mà tiến về lù luôn, không còn quốc đạo đây. Góc này đứng bắn là bắn nó được. Nè, có mày bắn được nè. Nổ quá. Bài phá cái này, tôi lại bắn cái liền nha. Chết mẹ luôn. Còn eo đi bán đặt 4 năm cái vào liền, nhiều vào thế. Từ đó, hết khói á. Nó ra đi. Đang bắn lại giờ mà. Tốt chặn cuối cùng của nó à. Xem trong nhà nó có trang bí tư không? À có Daddy này. Dưỡng cái vào bắn đéo hòa được, nó sao? Đây rồi tôi xử lý cái vào. Chưa mới xử lý cái vào vội chứ. Khoan cái xử lý. Cho nó chết, nó spam lâu chứ. Tôi giả tiếp này. Mặt khiên đi, cái nào đây anh chơi khiên. Bố đéo bắn. Tôi phá mấy cái lung tung cái đó. Xong đi kẹt rồi, nói kẹt nghe này. Xong ray này xong đi. Nó ra cầm thiên à. Cầm thiên, người ta bắn như cái chân mày được mẹ. Lắc rồi. Bên này nó lắc kinh khủng luôn á. Đứng lắc, bắn cầm thiên nè. Vậy trong đầu nó không quan tâm. Thì bắn vô đụng nó rụng với bàn chân, cái góc chân acrylic của nó liền. Chết mẹ, vũ vào. Vào rồi, tôi ấy vô đi. Ném vào. Nó còn cái vào khác rồi. Nó nhiều vào lắm. Nó đâu ta? Ba bốn cái vào. Ra. Ra. Thằng thiên che. Che tao đổi góc. Đổi góc này. Từ lưu rồi bắn bắt đầu tôi rồi. Tôi nhà cầm luôn anh ấy. Đường này bắn cái đường này, góc này. Kìa. Bắn cái đường này. Okay, sẽ ra nó. Đừng bắn vội nhá. Chưa. Đây là bay lên đây. Rồi, tôi bắn rồi, bắn 1, 2, 3. Chưa. Nó cũng flash mà bắn nó cũng chết. Nó ra kìa. Bắn đi. Nó chết mẹ nó luôn, ra đây. Mày ra không? Mẹ mày. Bắn đi. Bắn đi.
Sao đéo biết mình chơi đâu, nó chạy một vòng nó kiếm ấy. Ừ. Điều với luôn. Canh canh khác nha. Khác nào rồi, khác nào rồi. Sau vài tiếng thì tụi mình cũng đẩy được vào sân trong. Cái hang này một khi các bạn đã chiếm được cái sân trong á thì chỉ cần có Ripper thôi, rồi ném ra là coi như anh là vô địch luôn. Còn để tôi hụt cho, tôi hụt. Ừ. Hụt hết luôn, hụt hết luôn. Hụt bể gì bể. Đừng nhớ. Hụt cái gì bắn, nó bắn, nó bắn, nó bắn, nó bắn, tôi gạt nó bắn. Ok. Tech luôn kịp nè. Ê, có một đoạn tech nè, có một đoạn tech nè Lý ơi. Ừ, nếu anh còn thừa mấy quả đó. Còn kêu trên chat là tao sẽ cho mày 4k điểm đấy, mày red chi bear of storm. Mày red đi, red được đụng hết hồn. Qua hậu à. 4k điểm. Ý là nó cho 4k điểm cho thằng nào ra raid nhà mình. Ê, đâu có tù rẹt trong đây đâu. Vô đi, đâu có tù rẹt đâu. Sao nãy nó nổ? Để chạy phút ném nổ rồi đó, phút ném nổ hết rồi đó. Ném bể rồi, ném bể rồi. Quậy anh em ơi, quậy anh em ơi. Ném nào vô đó. Ê, chừng lùi đáng tét, chừng lùi đáng tét Ly ơi. Tôi ném, tôi lắc, tôi bị lắc. Phút ném đi, phút ném đi. Có bộ flash của anh kẹt á, lấy bận đi. Đủ máy bận rồi. Đây còn cần tôi vào không? Vô đi, vô đi, vô đi. Vô đi, vô đi. Ôi bạn ơi, ném gì ra Phúc? Bạn Phúc có ném luôn ra ngoài, chết rồi. Delay, 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 chạy đi, tôi bị delay. Tôi ném ở trỏng mà nó delay tôi ra. Ủa, Phúc ném đi ở chuồng luôn rồi, không rồi. Rồi, cái gì tới thì nó cũng phải tới thôi mọi người ạ. Lùi ra, lùi ra, lùi ra, lùi ra, lùi ra, lùi ra. Đóng. Cũng hay quá. Cái túi. Được chưa? Được. Từ từ từ. Ui, gian chị luôn này, chắc đánh vào thằng mình lấy được. Nó có phao không đặt được. Hay có cầu, có cầu, có cầu, cầu trống. Có cá heo này. Trời ơi, thú quá chừng luôn nè. Có bạch tuộc nè. Giỡn hoài, thú quá chừng luôn. Đây nè, đây nè, đây nè. Ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi. Có dạng nè. Không mày mẹ mình. Rồi, hôm nay nó nghỉ game mẹ rồi. Cái hobby nè, black của mình quá trời nè. Nhưng mà còn cái gì để mút đốt về. Từ đầu nha, khoan hút, khoan hút, khoan hút. Để rồi, đó. Đen rồi mẹ. Đủ mấy cái heo nè. Và video của mình đến đây thì cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu các bạn thấy video này giải trí thì đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ mình ra những video tiếp theo nhé. Chúc các bạn có một năm mới thật nhiều may mắn, thật nhiều sức khỏe nha.